12. Sốt xuất huyết có, phải là sốt siêu vi không? Không, sốt xuất huyết không phải là sốt siêu vi. Sốt xuất huyết và sốt virus sốt siêu vi là hai bệnh khác nhau do các loại virus khác nhau gây ra. Sốt xuất huyết là bệnh chuyển nhiễm cấp tính do virus đen, gây ra bởi vết tu chuyển nhiễm là mối anh đi mang bệnh. Sốt siêu vi là bệnh lý gây ra bởi nhiều loại virus khác nhau như già nò virus, anh đê virus, entezo virus. Đây là những virus có khả năng truyền nhiễm nhanh chóng từ người sang người, có thể gây ra các nhiễm trùng trong cơ thể sốt xuất huyết chỉ lây truyền qua mũi đốt sốt siêu vi thì ngoài lây qua mũi còn qua đường hô hấp đường tiêu hóa đường truyền máu các triệu chứng sốt siêu vi thường nhẹ và ít nguy hiểm tính mạng hơn sốt xuất huyết khi bị sốt siêu vi lòng bàn tay và lòng bàn chân thường lạnh thời gian bình phục cũng lâu hơn sốt xuất huyết